chúng ta cùng đi xem nào. Vâng, đang đố các bạn biết Long đang đi làm gì. Vâng, Long đang đi tìm mua bát nhãn lớn. Vâng, lại tiếp tục hết vàng rồi. Chúng ta sang biển Kinh, biển Kinh các bạn. Biển Kinh thì rất nhiều vàng, à rất nhiều người bán bát nhãn lớn. Đâu rồi, đâu rồi? Trời ơi, trời ơi. Đi đâu hết cả rồi? Trời. Chắc tực tực tực. 4 năm vàng. Tạm thời là 4 năm vàng không có cửa. Long nghe nói bát nhã lớn bây giờ là xuống giá rồi. Xuống giá đây các bạn, xuống giá rất là tụt tụt giá. Gọi là tụt hậu, vâng là tụt hậu, trà 500. Đâu rồi, đâu rồi? Bát nhã lớn đây rồi, 44 vàng mùng 4 tháng 6. Hôm nay 30 tháng 5 rồi. Long nghe nói nó còn tụt nữa cơ. Vâng, chưa mua vội. Đi tham quan nữa các bạn. Trời ơi, đâu hết rồi. Trời, 300k. Cái quần này ngon này. Vàng 4 năm vàng rất là nhiều. Wow, đây rồi các bạn ơi, 40 vàng, mua luôn. Mua luôn. Mua luôn. Mua luôn. Đầy hết dương rồi. Rồi vào đây. Vâng, hôm nay là đi thu mua bát nhãn lớn các bạn. Để hôm nào rảnh rỗi thì ngồi trồng. Và trồng bây giờ thì nhiều nhiều kẻ cướp lắm, họ cướp mất đấy các bạn. Nên là chúng ta hãy cẩn thận. Đây rồi.
Trời 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 trời, 53. Đây rồi các bạn ơi. Một ổ. Vâng, đang đi chuyển vàng sang kia các bạn ạ, chuyển vàng sang này, đây 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 đây, đây. Chúng ta chuyển vàng sang này, đấy. Chúng ta để đây 23, 2300 rồi, ok. Vâng, bạn nào đấy. Bạn nào có nhu cầu bán nhà lớn thì hãy PM nhé. Vâng, giá rẻ thôi, đắt quá là không mua đâu. À, từ 45 vàng trở đến 40 vàng, 39 vàng không mua. Vâng, mua nó bình bình thôi, mua rẻ quá người ta bảo mua của ôi. Mua giá rẻ bình bình thôi. Bạn nào bán thì hãy PM nhé. Hãy comment ngay bên dưới video. Mua khắp server luôn. Vâng, mua để trồng, vâng trồng đấy, bát nhã chứng thư để bán, gọi là kinh doanh mà. Nhưng mà gặp kẻ cướp này toi đấy các bạn, nhưng mà phải lựa thời cơ trồng, không bọn nó cướp suốt ngày. Vâng, chui vào góc nào cũng bị cướp đấy các bạn, chứ không phải là không cướp đâu. À, mua hết luôn bạn thấy chưa, mua hết luôn. Ở video này chỉ là đi mua thu bát nhã lớn thôi, có ai có là mua tất nào, ai có là mua tất luôn. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, 45 vàng. Làm luôn các bạn, làm luôn. Đấy, mua lúc nào không chứa nữa thì thôi. Vâng, hôm nay mua thôi, hôm nay là chỉ là đi mua thôi. Chứ không trồng các bạn, trồng là dính cướp ngay, cướp ngay. Server này lắm cướp lắm, không biết là server các bạn như nào, chứ server này thì chung cướp. Vâng, cướp cả ban ngày đến ban đêm, cướp cả 3 giờ sáng đến 1 giờ đêm, nói chung là lúc nào cũng có cướp, cướp rất là nhiều. Nên là chúng ta phải trồng 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 và lựa thời cơ. Vâng, trồng vào những thời gian nào thì cũng không biết được các bạn, bởi vì là cướp nó canh suốt ngày. Để tí Long ra thử trồng một cây cho các bạn xem có cướp suốt ngày, trồng thử một cây đi nhá. Vâng, trồng nhiều là dính cướp ngay. Rồi, ok đấy, mua cho bạn này, mua hết cho bạn này luôn đấy, cho bạn ấy sướng. Đâu xem còn ai nữa nào. Đâu còn ai nữa. Cái này có thời hạn này. Vâng, mua cái này vậy. Mua hai cây. Rồi. Hai cây nó nằm ở đâu nhỉ? Để em xem nó nằm ở đâu. Đây, để riêng ra các bạn, để riêng ra, ok. Chúng ta đi trồng nhá. Đi trồng nào. Chúng ta trồng ở Tây Thành Đô vậy.
Đấy, các bạn nhìn chưa? Cướp nó nhảm nhảm, nó nhảm. Vâng, cướp ở đây nhiều lắm các bạn ạ. Nguy hiểm lắm. À, để muốn nó không sợ cướp thì chúng ta phải có áp vip mà. Đây này, cướp, không biết là phải cướp hay không. Dừ dừ cướp đây các bạn. Đấy, cướp nó đứng đây này các bạn này, nó thăm dò đấy. Đấy, nó đi theo các bạn kìa, tí nhìn ở đấy nó đi theo đấy. Đấy, còn lâu nó mới chồng nhá, còn lâu. Đấy. Vâng, cướp về nhanh nhản các bạn, cướp rất là nhiều. Nói chung là bọn nó đang theo dõi đấy các bạn, nó cho ác đi theo dõi đấy. Chúng ta tốt nhất là chúng ta không nên trồng bây giờ, và để lúc khác trồng. Bây giờ trồng là nó cướp ngay. Vâng, các bạn nhìn chưa, hôm nọ là bày bán này, đấy tạo shop bày bán đấy, cái này bán gần hết rồi này, phải tạo thêm đấy. Đây đây, chúng ta lại ngồi đây. Vâng, hôm nay thì không đi kiếm vàng rồi, để đây nhá, ai mua thì comment nhá, bán rẻ cho. Đấy, ok, ngồi đây. Đây này, lưu ni kim này. Và các bạn nhìn lưu lưu kim chưa? Vâng, làm sao mà chúng ta mà đi phó bản được có cái này thì chúng ta cộng vào văn sức. Vâng, với video sau thì Long sẽ hướng dẫn các bạn kiếm cái này. Kiếm cái này bằng cách rất đơn giản. Đơn giản quá là đơn giản luôn. Vâng, để video sau Long sẽ hướng dẫn cho các bạn kiếm cái này rất là đơn giản. Vâng, chỉ cần việc bỏ vàng ra là có ngay thôi. Đâu rồi, đâu đâu rồi. Thôi, tạm thời là ngồi treo thôi. Không trồng nữa các bạn, trồng nó cướp sợ lắm. Server này rất là lắm cướp mà mình lại cùi vãi ra. Cùi nó cướp ngay. Nó không mang cái ác kia đi cướp đâu, mà nó mang Nga Mi Đàn đi làm loạn này, không mang Minh Giáo đi, nó phịch phát là chết luôn. Mình có đơn phương độc mã thế này thì roi.
Vâng, tạm thời treo ác ở đây các bạn, treo ác là phải đi làm ngay thôi. Vâng, cảm ơn các bạn nhé. Vâng, video hôm nay thì chả có gì đâu, chủ yếu là đi thu mua bát nhãn lớn nhưng mà hết rồi. Hy vọng là anh em nào có bát nhãn lớn thì hãy comment nhé, để bán với giá rẻ rẻ đấy nhá, để Long mua về trồng, Long tích trữ về để sau này đói Long ăn dần dần. Vâng, ăn cùng một rồi kiếm vàng đi xa phu vậy.